Cuối cùng thì anh em mình cũng đã tới làng địa ngục rồi. Này, mọi người nhìn này, cũng khá là rùng rợn luôn. Ở phía kia là có hai cái, bốn cái cỗ quan tài. Ôi anh, thực sự là mình cũng bắt đầu là hơi chùn chùn, hơi run run một chút rồi đấy. 5 cái quan tài á. Mình để ý là ở trong cái làng địa ngục này thì hầu như là nhà nào người ta cũng treo một cái lá bùa ở trước cửa, không biết là để trừ tà hay là như thế nào cả. Mình đoán là kiểu chắc là họ để tránh cho ma quỷ vào trong nhà hay sao ấy. Ông không hiểu à? Không hiểu. Tức là ông chỉ biết một chút tiếng Kinh thôi. Nhiều câu mình nói ông cũng không hiểu. Đấy. À rượu à? Rồi, chúc sức khỏe ông nhá. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại video tiếp theo trên kênh Zagasi. Hiện tại thì mình đang có mặt ở cổng tỉnh Quảng Ninh. Đây, quay cho mọi người xem. Đấy, phía trước mọi người là cái cổng tỉnh Quảng Ninh. Bước qua cái cổng này thì sẽ sang bên thành phố Hải Dương. Hôm nay thì mình có một chuyến đi phượt lên từ Quảng Ninh lên Hà Giang. Thì như mọi người cũng biết là trước mình có chơi xe phân khối lớn đúng không? Mình cũng đi phượt rất là nhiều nơi nhưng mà cũng chỉ đi quanh quanh ở trong cái tỉnh Quảng Ninh của mình thôi. Hôm nay thì mình sẽ đi phượt một chuyến rất là xa, phải khoảng 500 cây số. Hiện tại bây giờ là gần 8 giờ sáng. Lên đến nơi chắc là phải khoảng tối anh nhỉ? Tối. Từ hiện tại nó là còn gần 500 cây nữa. Đây em check map. Đây mình check map lên Mèo Vạc, Hà Giang nhé mọi người nhé. Là nó rơi vào khoảng 422 cây. Giới thiệu mọi người, đây là anh Viên nhá. Xin chào mọi người nhá. Đấy. Thì anh Viên cũng là một người rất là thích đi phượt. Nên là mình quyết định là rủ anh Viên đồng hành cùng mình trong chuyến đi ngày hôm nay nhá. Đấy thì bây giờ là 8 giờ, anh em mình sẽ bắt đầu lên đường thôi nhỉ? Bây giờ anh em mình lên đường cho sớm vì đi buổi tối ấy. Thì trên đường trên đấy ấy, nó rất là khó đi vì nó hiện tại trời đang mưa mà. Vâng. Nên là anh em mình sẽ di chuyển sớm thôi. Đấy. Ok, thì hôm nay sẽ là một cái chuyến đi phượt trải nghiệm lên vùng cao. Mình cũng chưa đi Hà Giang bao giờ, lần này cũng là lần đầu tiên. Nói chung là một cái trải nghiệm mới. Ok, thì bây giờ anh em mình di chuyển nhá. Rồi, đi thôi. Hiện tại thì mình đã tới thành phố Vĩnh Phúc. Trời nó đang mưa quá mọi người ạ. Đấy. Lúc nãy đi thì không mưa nhưng mà lên trên tới Vĩnh Phúc thì lại mưa. Anh em mình đã đi được khoảng 4 tiếng đồng hồ rồi. Đây, xe nó bẩn quá. Nó bắn bẩn hết người nên là dừng lại đây để chờ tạnh mưa xong lại đi tiếp. Bây giờ là 1:30 rồi nhé. Đi từ 8 giờ lên tới Vĩnh Phúc là 1:30. Không biết là trời này nó có tạnh mưa hay không. Gần 7 giờ. Cuối cùng thì mình cũng đến thành phố Hà Giang rồi. Hiện tại thì mình đang đứng ở bến xe khách thành phố Hà Giang này mọi người. Ôi. Đi dòng dã từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối mới tới nơi. Gần 10 tiếng nhỉ. Đúng rồi, gần 10 tiếng đồng hồ. Đây mình đang đứng ở bến xe thành phố Hà Giang đây.
Hello, xin chào mọi người nhá. Thì mình vừa mới ngủ dậy mọi người. Hôm qua lên tới thành phố Hà Giang là thực sự là mình cũng rất là mệt rồi. Mình không thể nào mà quay video lại cho mọi người xem được nữa. Đây là lần đầu tiên mà mình đi phượt một chuyến xa như vậy. Gần 500 cây số, xong rồi lại đi về 500 cây nữa. Đấy, đây là mới chỉ đến thành phố Hà Giang thôi, còn những cái địa điểm du lịch nó còn phải mình check map là mình thấy là còn phải 100 cây, 200 cây nữa cơ mới đến địa điểm du lịch ở trên Hà Giang này. Cái lúc mà mình lên thành phố Hà Giang ấy là người mình nó đau nhức lắm rồi. Lúc đấy thì cố bấm máy để quay cho mọi người là mình đã tới thành phố Hà Giang thôi chứ còn không thể nào mà quay được tiếp. Thì đến bến xe Hà Giang xong là mình kiếm quán cơm ăn xong rồi đi kiếm nhà nghỉ ngủ đến bây giờ luôn. Thì hôm nay là ngày thứ hai mình ở trên Hà Giang. Bây giờ dậy tắm rửa xong bắt đầu là chuẩn bị mặc quần áo các thứ rồi lại tiếp tục lên đường mọi người ạ. Đi hôm qua trời nó mưa nó bẩn này, giày của mình bẩn hết rồi. Đấy. Thành phố Hà Giang buổi sáng dậy là mình đã thấy là có sương mù rồi này. Ok mọi người, thì mình đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi hết rồi. Bây giờ lại tiếp tục cuộc hành trình. Anh ơi, hôm nay đi đâu đấy? Hôm nay lên gì nhỉ? Hôm qua anh bảo em là có cái gì nhỉ? Có cái làng gì ở địa ngục à? Hôm nay anh em mình đi làng địa ngục cách đây khá xa đấy em ạ. Bao nhiêu cây hả anh? Anh cũng không rõ nữa vì là cái làng địa ngục này nó không có trên bản đồ em ạ. Thì Không chắc có anh trên bản đồ á? trước ngày anh cũng đi rồi ấy, nó áng chừng tầm khoảng hơn 100 cây đấy. Hơn 100 cây. Xa thế cơ? Xa. Bây giờ mình đi từ Không, nhưng mà em nghĩ là em thấy hứng thú với cái làng địa ngục ấy. Nghe có vẻ ghê ghê đấy. em Thế. cứ lên xe anh đèo đi Ok. đấy. Anh em mình đang di chuyển lên xã Vần Trải, Đồng Văn. Còn 101 cây nữa. Đi tìm ngôi làng địa ngục. Trên đây dưới đây ơi, dừng lại. Ở đây có một biển đi Yên Minh 41 cây và một biển đi Yên Minh 22 cây. Thì bây giờ là anh chọn đi đường nào? Anh cũng chưa biết là đi đường nào. Bây giờ là đường thẳng ấy, đường thẳng trước đây này là 41 cây, còn rẽ sang bên đây thì 22 cây. Hay là bây giờ anh em cứ đường gần anh em đi thôi hả? Thôi thì đi đường trên nhá. Ok. Đấy, thì anh em mình sẽ quyết định đi cái đường 22 cây này. Trên cung đường mình đi ấy thì có đi qua cổng trời của Quảng Bạ. Ở đây thì rất là đẹp, đây là một địa điểm cao có thể săn được mây rất là đẹp, nên là mình quyết định dừng lại quay một chút cho mọi người xem. Đấy, ở trên đây thì rất là cao, mọi người có nhìn thấy sương mù không? Đây, sương mù này. Ở đây khách du lịch đến đây chụp ảnh rất là nhiều. Cổng trời Quảng Bạ này mọi người. Đấy, bây giờ mình sẽ thử đi lên trên đây xem nó có gì không nhá. Không biết là trên đây có gì không. Mình thấy là các cô chú bác là đến đây chụp ảnh xong là đi thôi. Nhưng mà lần đầu tiên mình đi lên đây thì cứ thử đi lên trên đây một đoạn xem là có cái gì không.
Đây mọi người nhìn này, ấy sương mù này. Ở trên đây lạnh lắm, may là mình mặc cái áo khoác dày này chứ không thì chết lạnh. Nên trên đây là nó cao lắm rồi. Ở trên đây như là không có gì cả mọi người. Mình vừa đi một đoạn nhưng mà không thấy gì. Chắc là đi lên trên đây là nó sẽ lên một cái đỉnh là có thể nhìn thấy toàn cảnh view thôi. Nói chung là mình chỉ đi qua đây thì mình quay qua ở đây thôi, chứ còn vẫn tiếp tục cuộc hành trình đi lên xã Vần Trải. Ở đây khách du lịch đến rất là nhiều, có cả khách Tây này. Chỗ này chắc là đỉnh cao nhất đấy anh nhỉ? Đây nó chưa phải đỉnh cao nhất đâu. Chưa phải đỉnh cao nhất đâu. Ở trên Ma Pi Lèng nó mới là Ma Pi Lèng mới là đỉnh cao nhất à? Mọi người nhìn cái đường đi vào này. Đấy, cái đường rất là bé. Một bên là vực này. Nhưng mà đứng ở trên đây nhìn xuống cảnh ở bên dưới rất là đẹp. Cuối cùng thì anh em mình cũng đã tới làng Địa Ngục rồi. Đi một quãng đường khá là xa anh nhỉ. Đấy. Đây đây là cổng vào. Đây là cổng vào đúng không anh? Đây là cổng vào. Đấy. Trước cổng mình thấy có hai như kiểu là hai cái miếu này. Có chữ dòng chữ gì đây? Ui, có cả một cái lá bùa ở trước cửa hay sao ấy. Đây. Mọi người có thấy không? Công ty Production cái gì ạ? Đoàn làm phim Kẻ Ăn Hồn Công Đức. À hình như là như anh Viên anh ấy kể là trước đây là người ta làm cái bộ phim Làng Địa Ngục ở đây. Nên là kiểu người ta mới hay gọi Làng Địa Ngục, nhưng mà thực ra tên thật của nó là cái gì nhỉ anh nhỉ? Làng Sảo Há. Tức là tên thật của nó là Làng Sảo Há, nhưng mà kiểu đoàn làm phim người họ đến đây họ làm phim ở đây ấy. Bởi vì cái ngôi làng này rất là ít dân mà nó lại nằm cao ở trên đỉnh núi. Đây, quay cho mọi người xem khung cảnh này. Vào trong đây cảm giác nó âm u nhỉ anh nhỉ? Trong đây âm u lắm. Đây, vừa lúc nãy anh em mình đã phải trải qua một cái con đường mà mình lần đầu tiên mình đi hơi sợ. Mà cái đường nó rất là bé. Này, cái đường nó đi vào rất là bé. Một bên là vực. Đó, rất là bé luôn. Từ cổng làng này đi vào còn xa không anh? Nó chỉ còn một đoạn nữa thôi. Thôi thì bây giờ là mình sẽ tiến sâu vào trong làng, mình quay cho mọi người xem nhé. Bộ phim Làng Địa Ngục là một bộ phim rất là hot, nổi tiếng. Nó là chủ đề là phim ma, phim kinh dị mọi người. Cái đoạn kia âm u nhưng mà vào đây có vẻ trông cũng đỡ đỡ anh nhỉ? Cũng đỡ sợ. Vào ở cái đường lên kia thì là nó bé hơn. Vâng. Đây là đường, vẫn còn đường đi vào. Đây chắc là cục đấy. Cục về anh. Đây em thấy ở trên đây còn có đường đi lên trên đây mà. Cái đường đấy người ta chỉ là cái đường dân sinh cho người ta đi lên núi thôi. Đấy là. Đến đây là cụt rồi. Đến đây là cụt rồi. Ở đây có nhà dân này. Thì mình vào. Chào ông. Ông nhà ở đây hả ông? Nhà đây. Ông có một cái nhà nữa ở trên kia. Cười. Đây đi, để cho cháu cái bánh cái kẹo. Đây. Chú cho cháu cái bánh nha, anh kẹo nha. Đây. Đây đút vào túi nha. Đây đút túi, đút túi. Cho túi. Đây, cho túi. Rồi. Ông ơi cho cháu quay nhờ quay một tí nhé. Dạ. Quay qua nhà ông một tí. Đây đây là nhà của ông này. Khung cảnh ở trong nhà của ông. Ông ở đây mỗi mình à? Có ai nữa không? Ông ở đây mỗi mình à? Có ai không? Con cái đâu? Con cái. Ông không hiểu à? Không hiểu.
Tức là ông chỉ biết một chút, chút tiếng Kinh thôi, nhiều câu mình nói ông cũng không hiểu. Đấy. À, rượu à? À. Ông có rượu à? À. À, 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 rồi, rồi, à, à, rồi, chúc sức khỏe ông nhá. Cháu không uống được rượu, không rượu. À, cháu cảm ơn nhá. Đấy, quay cho ông này. Quay, đây là bếp, bếp củi. Đấy, bếp củi. À, ông là người dân tộc gì ở ông? Người dân tộc gì? Hơ Mông à? À, Mông, dân tộc Mông. Đấy. Ok. Đấy, quay ông ấy xem này. Rồi. Đấy. Mình ở nơi khác đến nhưng mà ông cũng rất nhiệt tình. Mời mình một ly rượu nhưng mà mình không uống được. Ở trước cửa mỗi nhà thì mình thấy là họ treo những cái giấy gì đấy. Như kiểu là lá bùa ấy. Không biết mọi người có nhìn thấy không? Đây này. Đó. Cái này chắc là bùa anh nhỉ? Đấy, anh thấy chưa? Ở đây có hai cái cỗ quan tài kìa. Đấy. Này, mọi người nhìn này, cũng khá là rùng rợn luôn. Ở phía kia là có hai cái bốn cái cỗ quan tài. Ôi anh ơi. Thực sự là mình cũng bắt đầu là hơi chùn chùn, hơi run run một chút rồi đấy. Năm cái quan tài á. Này. Đấy, mọi người nhìn thấy không? 5 cái quan tài. Nhưng mà sao quan tài người ta lại để ở trên trên lóc nhà như này nhỉ? Không hiểu. Kia bùa dán đầy à? Ừ, bùa dán đầy quanh. Kiểu xem mấy cái phim cương thi ấy nhỉ anh nhỉ? Ừ. Mình để ý là ở trong cái làng địa ngục này thì hầu như là nhà nào người ta cũng treo một cái lá bùa ở trước cửa. Không biết là để trừ tà hay là như thế nào cả. Mình đoán là kiểu chắc là họ để tránh cho ma quỷ vào trong nhà hay sao ấy. Này. Đấy. Nhà ở trên đây thì toàn làm bằng gỗ thôi. À, đây là khung cảnh của bộ phim Làng Địa Ngục. Một bộ phim ma. Uầy, nhà nào cũng có bùa. Bây giờ anh em mình sẽ di chuyển lên trên kia xem có cái gì để quay cho người xem không nhé. Hôm nay mà anh em mình đi vào cái trời mà mưa nó âm u ấy thì chắc là cũng còn sợ nữa. May là hôm nay anh em đi trời nắng ấy nhỉ. Ở trên đây cũng có mấy nhà dân này. Ở trên đây ít hộ dân lắm. Hình như là đâu đấy có mười mấy hộ hay sao ấy. Này, để ý trước cổng nhà ai cũng dán một cái lá bùa. Cái đây là củ cơ. Đến đây là cụt rồi mọi người ạ. À, thế chứng tỏ là cũng không có ấy nhỉ, không có đi được. À không phải đâu anh ơi. Đây này, đây nó có một cái con đường mòn để đi lên trên đây. Ôi anh ơi, cái gì đây? Người ta buộc cái gì, người ta dán cái gì đây? À. Anh ơi. Này. Anh ơi, chó, người ta bảo chó mũi đỏ làm sao nhỉ? Con chó này mũi nó màu đỏ. Người ta bảo là chó mũi đỏ là sao ấy anh ạ? Em có nghe người ta nói là đến là chó mũi đỏ. Hay là nó kiểu như là... nó liên quan đến kiểu tâm linh hay sao ấy. Chó trắng mũi đỏ hay sao ấy. Em cũng không nhớ lắm. Nhưng mà đây này, cái này em đang thắc mắc đây này. Là người ta làm cái gì ở đây này? Người ta buộc một cái sợi dây đỏ xong rồi có một cái đống rơm ở trên đây. Thôi tốt nhất là mình đi đến đây thì mình cũng không lên động chạm vào cái gì cả. Mình quay cho mọi người xem thôi. Chính ra là cái làng này ít dân ấy nhỉ? Hết rồi hay sao ấy?
Em đếm chắc là sơ sơ khoảng mười mấy hộ dân thôi ở trên một cái làng như này. Chia tay với làng địa ngục thì bây giờ anh em mình sẽ di chuyển về dốc Thẩm Mã, một cái dốc rất là nổi tiếng ở trên Hà Giang. Wow, đẹp thật. Đúng là Hà Giang quá tuyệt vời. Wow, cái cung đường ở trên kia mới đẹp kìa. Hình như là ở phía trước là đèo cái gì Thẩm Mã rồi đúng không anh? Em thấy cái đoạn đèo ở trước nó đẹp kìa. Oh, đẹp quá. Đẹp thật sự mọi người ạ. Đúng là đi Hà Giang một lần mà được mở mang tầm mắt. Oh, đây hình như là đèo Thẩm Mã đây rồi. Những cái con đường quanh co mình thì chỉ được thấy ở trên phim ảnh và hình ảnh thôi. Cuối cùng thì mình cũng tới dốc Thẩm Mã. Ở đây có rất nhiều những bạn nhỏ đang vui đùa chơi với nhau. À, hay nhỉ. À, đây là bài gì nhỉ anh nhỉ? Nghe quen, cái nhạc này nghe quen quen nhỉ? Hay. Rồi, ok. Đây chú gửi nhá. Cho con. Ừ, cũng biết cảm ơn. Cất đi, giấu đi, đút vào túi. Đấy, đút vào túi. Đấy. Ok. Cảm ơn nhá. Thôi sáng hay lắm, con ăn kẹo không? À, ăn kẹo không? Chú lấy cho ít kẹo nhá. Kẹo ấy. Có biết không? À, ok. Này, chú cho kẹo nhá. Này. Chà. Ăn đấy. Ê, mấy bé ăn kẹo không? Có. À, đây chú cho này. Cảm ơn chú. À, đây. Gọi mấy bạn kia, gọi cả mấy bạn kia ra đây. Này, cháu ăn kẹo không? Này, chú cho nhá. Đây, ừ, đây. Còn đây. Đó. À, mấy bé ăn kẹo không? À, đây. Cho bà ấy kẹo nha. Ôi, rồi. Đây. Đây. Hai ba đây. Ba đây. Đây. Cái tụi này tụi nó hả? À, cho bọn trẻ nữa. Đây. Đây. Để con cho bọn cho mấy tí nữa. Đây này, cháu. Cháu đeo cái đào này. Búa. Đây. Này, này. Cầm này. Đâu con à đây ơi chú phát xuống thì chú cho cái túi cho bà ấy. À ok đây này, đây cho cháu nha. Ôi cầm lại, bà lấy túi để đựng hả? Rồi này chú cho này. Đấy, hai tay đang bết cái gì đây? Có túi không? Đây chú để đây nhá. Đây, cháu cho bà cái túi. Bà xin cái túi về. Tôi tưởng là bà bảo gì. Mày có thiệt gì khổ. Bà không biết tiếng Kinh. Đây mọi người, mình đang ở trên đèo Thẩm Mã. Con đường lúc nãy vừa mình đi lên đây rất là đẹp. Đấy, mọi người nhìn đây. Thấy chưa? Đó. Ok mọi người, thì cuối cùng là mình cũng đã về tới nhà. Anh em mình đi từ 7 giờ sáng mà đến bây giờ là 5 giờ chiều rồi. Là khoảng bao tiếng anh nhỉ? Chục tiếng ấy. Phải chục tiếng ấy nhỉ? Ui, mệt quá. Một trải nghiệm rất là mệt nhưng mà vui. Cảm ơn anh Viên đã gọi là chở em đi chuyến hành trình này. Đây, quay cho mọi người xem này. À, cái lúc mà mình đi là 47.000 mấy trăm ấy nhỉ anh nhỉ? Ừ. 47.000 mấy trăm mà bây giờ đã là 48.500 km rồi. Tức là anh em mình đã đi hơn 1.000 cây số rồi. Đấy. Nói chung là về tới nhà cảm giác nó thoải mái. Mệt quá. Nhưng mà Hà Giang đẹp thật mọi người ạ. Wow. Hôm qua thì
Ở cái đèo Thẩm Mã ấy, thì mình đang quay video thì lại bị hết pin máy quay, thế nên là mình không quay được nhiều ở cái đèo Thẩm Mã đấy. Thì nói chung là cái cuộc hành trình của mình cũng đã kết thúc rồi. Chắc là mình xin kết thúc clip ở đây. Hẹn mọi người ở clip tiếp theo nhé. Ok, chào tất cả mọi người. Bye bye. Chào mọi người.